hơn cả một món quà, đó là niềm vui, là sự sẻ chia, là sự lan tỏa, là những cuộc gặp gỡ bất ngờ. Hôm nay ai đến? Phải nói là thầy công nhận thầy rất đẹp trai. Không lùn và không cao quá. Trong số tất cả thầy mình từng xem qua học trước đây thì anh ấy có một cái cách đánh, nói chung là mình thấy nó riêng. Đưa cho học sinh mình rất nhiều những cái kiến thức khác so với không hẳn chỉ là biết đánh guitar không, mà cả về những cái kiến thức sâu hơn về âm nhạc. Rất tâm huyết, rất là tận tình với học sinh. Người thầy giáo trẻ trung, điển trai và tài năng mà các bạn học sinh này ngưỡng mộ là ai? Hãy theo dõi hôm nay đến để làm quen với anh. Tôi tin chắc rằng là qua những lời nhận xét vừa rồi, nhiều khán giả sẽ tò mò xem người thầy giáo điển trai này là ai. Trước khi mà gặp anh ấy thì chúng tôi muốn cùng với khán giả, cùng với tương tác ngay sau đây để nhận được phần quà đến từ công ty sách Đinh Tị. Hãy trả lời câu hỏi tương tác cùng với chúng tôi. Khi còn là học sinh trung học phổ thông thì Duy Anh học lớp chuyên gì? A là chuyên hóa và B là chuyên Anh. Và một thầy giáo dạy đàn guitar thì học chuyên gì được, thưa quý vị? Hãy trả lời tương tác và nhận một phần quà của chúng tôi. Và đó cũng là cách chia sẻ thông tin, chia sẻ những sự quan tâm của quý vị đến với nhân vật của hôm nay ai đến. Và thầy Duy Anh thì đang ngồi cạnh công tố đây rồi. Xin chào anh. Thưa quý vị, đây là những giai điệu âm nhạc vô cùng đẹp mà thầy Duy Anh đã gửi tặng chúng ta thay cho lời chào đầu tiên với hôm nay ai đến. Và chắc hẳn rồi, với một người đam mê âm nhạc như vậy thì chúng ta biết được rằng là đằng sau câu chuyện về âm nhạc thì còn có những câu chuyện khác nữa mà hôm nay anh ấy sẽ chia sẻ với khán giả của hôm nay ai đến. Vâng, em chào anh. Động tác vừa rồi có ý nghĩa là gì ạ? Động tác vừa rồi đó là tạo ra một cái bồi âm lạ. Nếu như ở trên đàn guitar dây sắt thì chúng ta phải kéo căng cái cần đằng sau để tạo ra âm thanh đó, thì với những cây đàn dây ni lông thì chúng ta có thể lắc để tạo ra âm thanh đó. Dạ, và em xin lỗi, hình như anh đang rơi nước mắt đúng không ạ? Có chuyện gì đây ạ? Thật sự là chưa bao giờ nghĩ rằng là mình có thể chia sẻ câu chuyện của mình với nhiều người như vậy. Vâng, câu chuyện của mình, câu chuyện để trở thành một thầy giáo guitar như bây giờ chắc hẳn là có nhiều điều để kể. Và nếu như để nói là cái câu chuyện của thầy giáo Duy Anh là bằng phẳng hay là chông gai thì câu trả lời sẽ là gì ạ? Giống như mọi câu chuyện theo đuổi đam mê khác, theo đuổi đam mê thì chưa bao giờ là dễ dàng và con đường đó thì luôn luôn rất nhiều chông gai. Tuy nhiên thì chính những cái chông gai gập ghềnh trên cái con đường đó tôi lại cảm thấy là vô cùng thú vị. Vâng, và đây là câu chuyện mà chúng tôi sẽ thay mặt cho anh qua những hình ảnh của chính anh kể lại với khán giả theo dõi truyền hình. Câu chuyện chông gai và có thể nói rằng là ít xảy ra với rất nhiều người. Trước đó thì đang là một học sinh trung học phổ thông và sau đó theo đuổi sự nghiệp âm nhạc bởi một biến cố. Và bây giờ hãy cùng với chúng tôi theo dõi câu chuyện này. Căn nhà xinh xắn này là tổ ấm hạnh phúc của Duy Anh. Có một đam mê để theo đuổi, một sự nghiệp để duy trì và một gia đình hết mực ủng hộ. Có lẽ đó là định nghĩa trọn vẹn của một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng cuộc đời chẳng khi nào bằng phẳng một cách nghiễm nhiên như thế. Đằng sau những giá trị tốt đẹp mà hiện tại Duy Anh đang nắm giữ, anh phải trải qua một khoảng thời gian biến động đầy sóng gió. Năm 2006 thì khi tôi đang học lớp 12 ở tại khối trung học phổ thông chuyên hóa của Đại học Khoa học Tự nhiên. Năm đó thì Hà Nội có một cơn mưa đá rất là lớn. Và sau trận mưa đấy thì tôi bị ốm và nhập viện. Do một số cái sai sót xảy ra trong quá trình điều trị, tôi bị mất trí nhớ và cử động khó khăn. Bạn cứ hình dung như này, bạn đang chuẩn bị rất là nhiều những ý tưởng, bạn đang miệt mài theo đuổi những ý tưởng đó. Đầu tiên một ngày thì bạn thấy tất cả những gì bạn chuẩn bị biến mất, bạn không có gì trong tay cả.
và nằm một chỗ. Bắt đầu thì mình nghĩ nó rất là tệ, nhưng mà sau đó thì mình thấy đó là một sự may mắn. Vì là khi mà có những cái việc đó nó xảy ra thì nó tạo cho mình một cái cơ hội để mình có thể rẽ sang một con đường khác, đó chính là con đường âm nhạc. Khi đến gặp em ý thì thấy là cái tình trạng của em là em ý đúng là lúc đấy là không bình thường, không có trí nhớ, cho nên là trong cái cách mà nói chuyện thì em ý nói chuyện thường là không có đầu có đuôi gì hết. Cái việc mà bắt đầu là thao tác trên những cái dây đàn ấy, có những cử động là mình rất là ngượng. Nhưng tuy nhiên thì tôi nghĩ là đấy lại là một lợi thế. Quan điểm của tôi là cái gì là yếu thế, mình biết là mình yếu thế thì mình sẽ phải rèn luyện nhiều hơn. Và chính bởi vì mình rèn luyện nhiều hơn và nghiêm túc hơn, đấy chính là lợi thế. Trên đời này, nếu mà chưa có sự cho phép của chính bản thân bạn thì không ai có quyền dừng ước mơ của bạn lại. Rồi, khi mà được theo dõi lại một lần nữa câu chuyện của chính mình thì cảm xúc của anh như thế nào ạ? Thực sự là rất cảm động. Vâng. Thực sự rất cảm động khi nghe thấy những lời tâm sự của Hà. Vâng. Và anh đã là một người đàn ông rất là dũng cảm, biến những gì là thế yếu của mình trở thành thế mạnh cho chính bản thân mình để gây dựng tương lai như bây giờ. Trước khi chúng ta đi sâu hơn vào câu chuyện này thì chúng tôi muốn chia sẻ với khán giả, nếu theo dõi đoạn clip vừa rồi thì chính khán giả sẽ tìm ra câu trả lời cho câu hỏi tương tác của chúng tôi. Đó chính là khi còn là học sinh trung học phổ thông thì anh Duy Anh học trường nào ạ? Khi học trung học phổ thông thì tôi học khối chuyên hóa của Đại học Khoa học Tự nhiên. Vâng, và xin chúc mừng cho những khán giả có câu trả lời chính xác là A, chuyên hóa. Một phần quà đến từ công ty sách Đinh Tị sẽ dành cho quý vị. Anh Duy Anh ơi, âm nhạc là gì với anh ạ? Đối với tôi thì âm nhạc là một điều kỳ diệu. Là một điều kỳ diệu. Vâng, chỉ có thể ngắn gọn như vậy thôi. Một điều kỳ diệu có thể cứu rỗi tâm hồn của cả một người đàn ông, có thể khiến cho người đàn ông này trở nên mạnh mẽ hơn, đối diện với cả một cái biến cố liên quan đến sức khỏe mà lúc đó thì đã khiến cho anh phải nằm liệt giường 3 tháng trời, đúng không ạ? Vâng, và âm nhạc là một điều kỳ diệu với anh Duy Anh. Còn với chính quý vị khán giả, âm nhạc là gì? Chắc hẳn là tất cả chúng ta đều có cơ hội để tiếp cận với âm nhạc bằng hình thức nào đó. Hãy chia sẻ với chúng tôi và một khán giả may mắn với chia sẻ chân tình nhất, đầy cảm xúc và là câu chuyện của chính quý vị sẽ nhận được một phần quà của chúng tôi đến từ Ephora, thưa quý vị. Bây giờ chúng ta quay trở lại với câu chuyện, cái câu chuyện mà bản thân anh gặp cái biến cố và lúc đó thì cái bệnh của anh nó diễn ra như thế nào sau khi mà anh bị sốt cao như vậy ạ? Sau khi mà tôi bị sốt cao và ngủ 2 ngày không tỉnh lại được, gia đình đưa tôi vào bệnh viện. Và do một số cái sai sót trong quá trình điều trị thì tôi cảm thấy dần dần là trí nhớ của mình nó bị suy giảm đi. Ngay những việc rất là đơn giản đối với học sinh cấp 3 như là giải một phương trình bậc 2 cũng làm việc rất là khó. Và sau đó thì anh đã trở thành một cá nhân rất đặc biệt của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Đấy là anh là một trong những trường hợp hy hữu thi đỗ thẳng vào hệ đại học chuyên ngành guitar của Nhạc viện. Thế bản thân anh tự nhận xét là cái điều đó của mình nó như thế nào? Có phải kỳ diệu như âm nhạc không ạ? Vốn thì là một người học khoa học tự nhiên thì tôi suy nghĩ như thế này. Thi thẳng vào hệ đại học của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam mà không học sơ cấp và trung cấp, nó giống như là mình giải một bài toán khó. Vấn đề không phải là mình học bao nhiêu lâu để mình đạt được cái điều đó. Vấn đề là mình có quyết đi tìm cái chìa khóa để giải bài toán đó và có tìm đúng được cái chìa khóa đó không đâu. Và có nhiều người giải được bài toán khó là thi thẳng, đỗ thẳng vào hệ đại học của Nhạc viện Hà Nội nhanh không ạ? Có lẽ đến thời điểm hiện tại thì tôi nghĩ rằng chưa có nhiều bạn làm như vậy. Nhưng nếu như mà các bạn hãy thử quyết một lần xem sao. Vâng ạ. Và có thể thấy được rằng là trong cái câu chuyện vừa rồi thì anh là một người có năng khiếu âm nhạc thì phải. Không biết là cái phương pháp sử dụng âm nhạc của anh học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia là gì? Thực ra thì cũng rất là thú vị là từ khi tôi bé thì mọi người đều đánh giá là năng khiếu của tôi thì ở mức trung bình đấy. Tuy nhiên thì tôi thấy có một cái rất là hay, đó là gì? Mọi người thì học âm nhạc với nốt nhạc. Mọi người nhìn bản nhạc, mọi người nhớ được bản nhạc, mọi người chơi được bản nhạc. Nhưng đối với tôi thì nếu như mà mình có thể đếm được từ 1 đến 4 và biết phối quần áo thì mình có thể chơi được đàn. Có lẽ là tôi đếm được 1 đến 4 là cái chắc rồi. Còn phối quần áo thì không biết là nhìn thế nào, có ổn không ạ? Ok. Thế tức là chơi được nhạc rồi. Tức là chơi được nhạc. Có thể mục sở thị với mọi người được không ạ? Làm thế nào okay. Mà chỉ có đến từ 4 là có thể chơi được nhạc. Tôi sẽ ví dụ cho ví dụ cho công tố và các bạn. Vâng.
Hiện giờ mình có 4 ngón tay. Dạ vâng. Và đây là 1, 2, 3, 4. Vâng. Thế mỗi một ngón tay này thì sẽ quản một cái ô ở trên đàn này. Ừ. Không cần biết đó là ô nào. Dạ. Chỉ cần ví dụ như nếu đây là 1 thì chúng ta sẽ có 2, 3, 4. Vâng. Và ngón cái này thì luôn luôn nằm ở giữa. Ừ. Vậy thì chúng ta sẽ chơi một cái giai điệu đơn giản. Đó là... Canon Indie đúng không ạ? Vâng. Vậy thì trong cái đoạn tôi vừa chơi vừa rồi ấy, thì mọi người có thể nhìn thấy đó là gì ạ? Các ngón tay nó di chuyển rất là có thứ tự. Bàn tay chỉ có trượt từ phía trên xuống dưới và từ dưới lên trên. Và nếu mà chúng ta chơi những bài ở những cái thế tay phức tạp hơn, nó chỉ là trượt dọc theo cái cần đàn này thôi. Vâng. Từ đó cảm giác là anh ấy đang lập một cái phương trình hóa học trong âm nhạc của mình để có thể học âm nhạc một cách dễ dàng hơn. Chính xác. Vâng. Tôi thường nói với các học sinh của mình đó là gì? Nếu như mà chúng ta không có kế hoạch ngón, kế hoạch cho các ngón tay của chúng ta thì chúng ta chả có cái gì cả. Chơi nhạc nó không phải là chúng ta nắm được bao nhiêu bản nhạc. Chơi nhạc đó chính là chúng ta hiểu bao nhiêu về cử động của các khớp ngón tay của mình. Vâng. Hiểu bao nhiêu về hơi thở và hiểu bao nhiêu về chính bản thân mình. Vâng, xem chừng những gì, những điều mà chúng ta đã gặp phải trong cuộc sống, kể cả đó là những biến cố thì nó cũng sẽ có những cơ hội ở trong đó nếu chúng ta nhìn nhận được, đúng không ạ? Vâng, và trong quá trình học tập tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thì những người thầy nào là những người ảnh hưởng lớn đến anh Duy Anh? Ở tại Học viện Âm nhạc thì tôi được làm việc với rất là nhiều người thầy, kể cả chuyên môn guitar cũng như các cái môn kiến thức âm nhạc khác. Vâng. Người ảnh hưởng lớn nhất đối với tôi có lẽ là thạc sĩ Nguyễn Thu Hà, chính người đã dìu dắt tôi và cho tôi một ý tưởng, đó là thi thử thẳng vào hệ đại học của Học viện Âm nhạc xem sao. Vâng. Bên cạnh đó thì cũng không thể không nhắc đến thầy Nguyễn Văn Phúc cũng như là thầy Jose Antonio Fuertes. Họ là những người rất là có tâm với cây đàn guitar. Họ không chỉ dạy cho tôi về chuyên môn mà họ còn liên tục động viên tôi với cái ý tưởng là có thể đem guitar gần gũi hơn đối với mọi người. Vâng. Đã có bao giờ các thầy cô nói một lời tình cảm với anh hay là có một lời nhận xét trực tiếp với anh mà anh lắng nghe được chưa? Có rất nhiều. Ừ. Đã trải qua trong quá khứ và thực sự mỗi khi nhớ đến những lời đó rất là cảm động. Vâng. Với thầy Joe thì là một người nước ngoài thì đã bao nhiêu lâu rồi anh chưa gặp thầy? Lần cuối cùng thầy sang Việt Nam đó là năm 2011. Vâng. Thì cũng đã một vài năm rồi, đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng tôi sẽ có món quà đặc biệt. Không biết là sẽ đem đến niềm vui như thế nào cho anh Duy Anh. Khán giả theo dõi truyền hình hãy cùng theo dõi với chúng tôi nhé. Cảm thấy là rất là vui khi nghĩ đến Duy Anh. Cô nghĩ rằng với cái sự nhiệt tình và yêu nghề của em thì em sẽ phát triển rất là tốt trong cái sự nghiệp giảng dạy cũng như là biểu diễn về đàn guitar. Và cô muốn là em sẽ đạt được nhiều thành công hơn nữa trong cái công việc của mình. Duy Anh không chỉ là một tay guitar cổ điển xuất sắc mà còn là một thần tượng guitar được mến mộ ở trường. Tôi nhận Duy Anh làm học trò của mình cách đây 7 năm khi tôi nhận lời giảng dạy chuyên môn cho Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Ở thời điểm đó, Duy Anh đã thể hiện một tài năng tuyệt vời, đồng thời cũng rất chăm chỉ. Duy Anh, thầy chúc em luôn thành công trên con đường âm nhạc em đã chọn. Vâng, khi mà đã tiếp thu xong kiến thức rồi thì những thầy cô giáo luôn luôn ở bên cạnh chúng ta và theo dõi quá trình đấy, đúng không ạ? Vâng, anh có tin là mình đã làm cho thầy cô giáo tự hào chưa ạ? Có lẽ là phải làm hơn nữa. Phải làm hơn nữa. Anh có một lời gì đó, chúng tôi đã nói thầy Joe, hiện tại thì thầy đang ở Tây Ban Nha và có theo dõi chương trình Hôm Nay Ai Đến của chúng tôi thông qua các cái hệ thống của Đài Truyền Hình Việt Nam và trong đó có VTV Go, thì anh muốn nói gì với thầy bây giờ không ạ? Em rất cảm ơn những gì thầy đã dành cho guitar ở Việt Nam. Em như những gì em đã nói với thầy, nhất định em sẽ đi đến cùng con đường này. Vâng ạ, đó là một lời hứa và đó cũng xuất phát từ chính những niềm yêu thích, chính từ đam mê của người đang ngồi cạnh tôi đây. Một người mà có thể nói rằng là đã trải qua một cái biến cố xóa sạch những gì mà anh có trong mười mấy năm trời và bắt đầu lại bằng âm nhạc. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua cái câu chuyện về niềm đam mê với guitar. Và chắc hẳn là bây giờ đã trở thành một thầy giáo rồi thì cái niềm đam mê, cái giữ được cái ngọn lửa đam mê không chỉ là chúng ta theo dõi những bản nhạc và đánh những bản nhạc nữa, đúng không ạ? Niềm đam mê bây giờ của anh được giữ bằng cách nào? Hiện tại thì bên cạnh việc luyện tập và trau dồi chuyên môn với các thầy cô giáo trong và ngoài nước thì tôi còn có một lớp học âm nhạc riêng của riêng mình tên là Sound of Angel. Ừ. Và đấy là nơi tôi có thể chia sẻ về kiến thức, kinh nghiệm cũng như truyền cảm hứng cho những cái người mà yêu nhạc ở tại Hà Nội cũng như tại Việt Nam. Vâng.
Vâng, tức là những cái học viên đến với Shout of Angel của anh có phải là những người đặc biệt không? Hay là những người bình thường như tôi không có năng khiếu âm nhạc nhưng thích học nhạc có thể đến được không ạ? Hoàn toàn được chứ. Dạ vâng, cảm ơn chỉ anh. Chỉ cần yêu âm nhạc và mong muốn được học âm nhạc một cách bài bản. Vâng, thế theo anh một người yêu âm nhạc thì như thế nào là yêu âm nhạc ạ? Một người yêu âm nhạc chỉ đơn giản là một người khi mà nghe thấy một giai điệu vang lên và muốn lặp lại giai điệu đó, đấy là yêu âm nhạc. Dạ vâng ạ. Và anh thì mong muốn trở thành một người truyền dạy trong thời gian này, chứ không phải là trở thành một nghệ sĩ đánh đàn guitar solo nổi tiếng Việt Nam thì phải? Hiện tại thì tôi đang làm song song cả hai cái mong muốn đó. Vì thứ nhất, một người thầy có thể đi biểu diễn tương đương với việc đó là người ta sẽ mở ra được con đường cho những học sinh của mình. Dạ. Điều thứ hai, tôi muốn chia sẻ nhiều hơn về mong muốn trong việc truyền dạy kiến thức của tôi. Mong muốn nó xuất phát từ việc tôi nhìn thấy rằng là thứ nhất ở Việt Nam hiện tại thì không có nhiều chỗ để các bạn có thể học âm nhạc một cách bài bản theo những cái chương trình quy chuẩn quốc tế. Mong muốn thứ hai đó là tôi thấy một điều là vai trò của guitar ở Việt Nam chưa được đánh giá cao so với các cái nhạc cụ khác. Mặc dù là ở các cái quốc gia mà âm nhạc phát triển á, thì guitar được coi là một môn rất học thuật. Vâng. Như Việt Nam thì dường như là guitar là một bộ môn mà khá nhiều người tiếp cận được. Rồi ví dụ như chúng tôi không phải là những người theo âm nhạc thì xin phép những chuyên gia như anh thì có thể nói là với cánh đàn ông con trai chúng tôi, thanh niên cho chúng tôi, guitar là bộ môn nghệ thuật mà dùng để cưa gái, đúng không ạ? Đúng. Nếu học được. Bộ môn để giúp thoát kiếp FA đúng không ạ? Dạ vâng. Và bây giờ thì anh muốn nó trở thành một bộ môn nghệ thuật học thuật với mọi người. Và làm thế nào để có thể chạm được cái mong ước đó trong giai đoạn này? Hiện tại thì mong ước gần nhất và lớn nhất của tôi đó là tôi có thể tạo ra được một cái dàn nhạc gồm có 100 thành viên bán chuyên nghiệp chơi guitar acoustic và các cái loại nhạc cụ dây gảy khác. Thường thường thì khi mà chúng ta nghe nói về dàn nhạc chúng ta sẽ nghĩ đến violon này, nghĩ đến sáo, nghĩ đến piano và nghĩ đến âm nhạc cổ điển thính phòng, đúng không ạ? Thế nhưng mà cái ý tưởng về dàn nhạc guitar đó sẽ là một ý tưởng mà rất là tươi mới, rất là hiện đại. Bạn có thể sử dụng những cái nhạc cụ hiện đại, bạn có thể nhảy, bạn có thể hát, bạn có thể thậm chí bạn có thể chơi DJ cùng với cái dàn nhạc đó. Vâng. Và cái sân khấu của 100 nghệ sĩ đánh đàn guitar trong đợt có anh sẽ là sân khấu nào? Có lẽ tham vọng thì đó là Mỹ Đình. À, sân vận động. Sân vận động Mỹ Đình. Dạ vâng. Chúng ta sẽ chờ đợi cái show diễn đó được diễn ra với 100 nghệ sĩ đánh đàn guitar. Và tôi không biết được rằng là với hôm nay ai đến với những người thường xuyên theo dõi chương trình này, và đặc biệt là đối với những người trẻ yêu thích guitar thì có thể chung tay cùng với anh hay không. Hãy theo dõi với chúng tôi nhé. Xin mời anh. Chúng tôi đến gặp câu lạc bộ guitar trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn đúng vào một buổi sinh hoạt định kỳ. Là một câu lạc bộ được lập nên bởi nhiệt huyết của các bạn học sinh yêu guitar. Suốt 10 năm qua, tiếng đàn, tiếng hát lúc nào cũng vang lên đầy vui vẻ, nhiệt huyết và say mê trong căn phòng này. Khi chúng tôi đưa ra clip dàn nhạc 100 guitarist mơ ước của Duy Anh, các bạn trẻ này thể hiện sự hào hứng rất đặc biệt. Thông qua chương trình Hôm Nay Ai Đến thì em đã biết được đến với nguyện vọng của anh Duy Anh. Và theo em thì em thấy nguyện vọng ấy của anh ấy rất thú vị ạ. Em thấy rất là hào hứng và em rất là muốn tham gia vào dàn nhạc của anh ấy. Với sự nhiệt tình của các bạn trẻ câu lạc bộ guitar trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, hy vọng ước mơ dàn nhạc có 100 nhạc công đánh guitar của Duy Anh sẽ sớm trở thành hiện thực. Vâng, đó chỉ là những cái lời mời cộng tác đầu tiên mà thôi. Và tôi tin chắc rằng là anh sẽ có một cái sự tuyển chọn để đưa ra 100 người nghệ sĩ sẽ đánh đàn guitar cùng với anh. 99 người với anh là 100, đúng không ạ? Những người nghệ sĩ đó họ sẽ là những người như thế nào ạ? Những người đó thì chỉ đơn giản là họ là người yêu âm nhạc. Vâng. Và thực sự mong muốn là được học được một cái bài bản, được chơi, được cống hiến và được góp phần để công chúng có một cái nhìn mới về guitar. Vâng, và những khán giả đang theo dõi chương trình này nếu có những tiêu chí mà anh vừa mới chia sẻ và đặc biệt là mong muốn đem đến một điều gì đó cho guitar Việt Nam thì hãy cùng đăng ký ở trên fanpage Hôm Nay Ai Đến của chúng tôi, và chúng tôi sẽ mời anh Duy Anh lên fanpage để theo dõi xem những người đăng ký là ai, và sau đó chúng ta sẽ có một cuộc tuyển chọn để chọn ra 99 người xuất sắc nhất, được không ạ? Cảm ơn chương trình. Vâng. Và thưa khán giả thân mến, có thể nói rằng là để hoàn thiện một ước mơ thì đó không phải là một điều dễ dàng một chút nào cả. Ví dụ như ước mơ để có 100 người nghệ sĩ guitar tôi tin chắc là đã trong tầm tay của thầy giáo Duy Anh rồi. Bởi vì anh có rất là nhiều học viên, anh có rất là những người đồng nghiệp. Nhưng là một người cầu toàn thì không chỉ đó là số lượng
mà đó còn là chất lượng nữa. Và để hoàn thiện một ước mơ, tôi tin chắc không thể nào mà chỉ có 100 người đó, những người cùng đánh đàn với anh, mà còn có rất là nhiều những người khác nhau xung quanh cuộc sống để có thể bổ trợ và giúp đỡ cho anh. Bây giờ thì chúng ta sẽ nhắc tới những người không thể thiếu trong cuộc đời của chúng ta, giúp đỡ chúng ta rất là nhiều, yêu thương chúng ta, đó chính là gia đình. Và để có thể nói được một điều gì đó về gia đình ngay lúc này thì anh sẽ dùng điều gì để chia sẻ ạ? Cháu cảm ơn ông bà, cảm ơn bố mẹ, anh cảm ơn Diệp, cảm ơn Lan Anh đã hết lòng ủng hộ cho những mong muốn của chị em. Ông bà, ba mẹ anh đã ủng hộ như thế nào cụ thể như anh chia sẻ? Vào thời điểm mà tôi ốm và bắt đầu được đi học âm nhạc, với cái mong muốn đầu tiên của bố mẹ mình đó là con có thể vui vẻ, hạnh phúc và con làm điều con muốn để con nhanh chóng hồi phục. Đầu tiên thì mọi người chỉ mong tôi là có thể thông qua âm nhạc thì sẽ hồi phục nhanh hơn, và sau đó thì quay lại tiếp với định hướng của gia đình, đó là thi vào trường đại học Bách Khoa và làm trong lĩnh vực kỹ thuật. Và gia đình thì có ai theo nghệ thuật không ạ? Gia đình tôi thì hoàn toàn không có ai làm nghệ thuật cả. Và mọi người lại định hướng anh theo âm nhạc. Sau một khoảng thời gian, đấy là 3 tháng học cùng với cô Hà, thì khi mà cô Hà nói về cái ý tưởng là cháu hãy thi thử thẳng vào hệ đại học của Học viện Âm nhạc Quốc gia xem sao, thì mọi người có cái sự ủng hộ nhiều hơn. Ở thời điểm đó thì một ngày rất đẹp trời, mẹ tôi về nhà và nói rằng là hôm nay mẹ đi qua nhạc viện, mẹ thấy là trường đang sửa rất là đẹp. Trong tương lai thì khi mà người dân có cái cuộc sống tốt hơn thì họ sẽ chú trọng nhiều hơn đến nghệ thuật và con sẽ có rất nhiều việc để làm. Bố tôi thì nói rằng là cái việc gì mà chưa ai thử ấy thì mình làm xem sao. Nhưng mà chẳng may mà thi vào nhạc viện mà không được thì ở nhà cho đánh đàn cho bố nghe cũng rất là tốt mà. Những sự khích lệ rất lớn. Và lúc đó thì em gái của anh mấy tuổi ạ? Lúc đó thì em gái tôi chỉ 8 tuổi thôi. Tuy nhiên thì em gái tôi phải chấp nhận với sự hy sinh rất là lớn. Gia đình tôi chuyển từ nhà của tôi ở Hàng Đường về nhà ông bà ở Kim Mã. Và đồng nghĩa với việc là em gái tôi mỗi ngày sẽ phải tăng gấp 3 lần quãng đường đến trường, chỉ để là có điều kiện tốt hơn cho anh trai. Và tôi còn được biết là trong những ngày tháng đó thì ông của anh Duy Anh đã ngoài 70 tuổi rồi, nhưng mà hàng ngày vẫn một vài chặng đường, một vài km để đưa anh đến tận nơi học, sau đó là đợi đón anh về, đúng không ạ? Một vài km đó là khoảng 18 cây trên một ngày. Và bây giờ thì để có thể nói một điều gì đó với cả gia đình của mình thì anh hãy nói một điều, bởi tôi tin chắc là tất cả mọi người, các thành viên trong gia đình đang theo dõi, anh muốn nói gì với họ? Con yêu cả gia đình. Nếu như không có sự ủng hộ của mọi người nhất định, con sẽ không có ngày hôm nay. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và bây giờ thì anh Duy Anh đã đến, khi mà đến nhà anh Duy Anh để thực hiện những phóng sự trong chương trình ngày hôm nay, thì chúng tôi thấy được rằng là niềm tự hào của tất cả những thành viên trong gia đình với anh không chỉ là việc anh vực dậy sau những cái biến cố như thế nào, anh thành công ra sao trong cái môi trường âm nhạc của mình, mà còn là anh đã lấy được một cô vợ rất là xinh xắn. Anh chị cưới nhau bao lâu rồi ạ? Có vẻ như là được khoảng hơn 110 ngày thì phải. Có vẻ như. Và với anh tình yêu định nghĩa như thế nào? Tình yêu nó đơn giản, đó là mong muốn những điều tốt nhất dành cho người yêu và không phụ những cái mong muốn và không phụ những cái sự ủng hộ của người đó dành cho mình. Dạ vâng. Và vợ của anh, chị Lan Anh, có phải là người đem đến cái cảm hứng trong nghệ thuật và cảm hứng trong cuộc sống cho anh không? Vợ tôi thì là một người rất đặc biệt. Hai chúng tôi từ ngày yêu nhau cho đến thời điểm hiện tại thì chưa có một ngày nào được đi chơi một cách trọn vẹn. Vợ tôi rất ủng hộ những điều tôi làm và vợ tôi luôn tìm cách để những điều đó có thể làm tốt hơn nữa. Vâng. Thực sự rất là này. Có lẽ là khi nào mà hoàn thành xong cái mong ước đợt 1, đấy là 100 guitar, thì sẽ phải dành cho vợ nhiều hơn một ngày. À, tức là chị Lan Anh ơi, tức là vẫn phải đứng sau cái ước mơ guitar của anh ấy rồi. Hơi thiệt thòi. Thiệt thòi, vâng. Như anh còn nhớ không, chúng ta đã cùng với nhau có một món quà, và hy vọng rằng là anh chị nghĩ rằng đó là một cuộc hẹn hò thực sự. Đó là nội dung cụ thể của cái món quà đó như thế nào thì chúng tôi sẽ gửi tới cho tất cả những khán giả sau một vài phút nữa, khi chúng tôi gửi lời cảm ơn tới anh Duy Anh. Cảm ơn anh với nghị lực sống của anh.
với câu chuyện mà một chàng thanh niên học trung học phổ thông đã gặp một cái biến cố rất là lớn, mất trí nhớ, không có khả năng đi lại trong suốt 3 tháng trời, đã vực lại cuộc sống của mình bằng âm nhạc. Và bây giờ anh là một tài năng âm nhạc và truyền bá những cái kiến thức và tình yêu âm nhạc với những người trẻ. Đó là điều rất đáng trân trọng, xin được bắt tay và cảm ơn anh. Cảm ơn Tố, cảm ơn toàn thể chương trình. Vâng ạ. Hãy giữ nguyên nụ cười thật tươi này và để chia sẻ cái niềm vui này, niềm hạnh phúc này với khán giả. Và tôi tin chắc rằng là anh Duy Anh đã truyền cảm hứng cho những người thực hiện chương trình Hôm Nay Ai Đến như chúng tôi, thì cũng sẽ truyền cảm hứng cho những khán giả đang theo dõi chương trình này. Có một điều mà bản thân Công Tố cũng nhận ra trong câu chuyện của anh và bản thân mình cũng học hỏi rất là nhiều, đó là cơ hội sẽ đến với chúng ta dù bất kỳ hoàn cảnh nào. Hãy luôn luôn nắm lấy nó và để phát triển và để yêu thương cuộc sống này hơn. Và đây sẽ là những hình ảnh yêu thương để khép lại Hôm Nay Ai Đến ngày hôm nay. Cảm ơn anh một lần nữa, xin hãy theo dõi với chúng tôi. Chúng tôi đã bất ngờ đến gặp Lan Anh để trao đổi một kế hoạch đặc biệt. Đúng giờ hẹn, Lan Anh đã có mặt tại địa điểm hẹn trước với tinh thần sẵn sàng. Hiện tại bây giờ nó rất là hồi hộp. Từ ngày yêu nhau đến bây giờ, tức là hai bọn mình cũng chưa có một buổi đi ăn hoặc là đi cà phê hoặc là đi chơi đúng nghĩa như hai người yêu nhau bao giờ. Duyên là một người rất tình cảm. Anh vẫn thường hỏi mình là yêu anh có thấy thiệt thòi hay không? Nhưng mà với mình tình yêu đơn giản lắm. Nhiều khi đơn giản chỉ là nhìn thấy anh ấy miệt mài với niềm đam mê của mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Anh ấy có khá là nhiều những cái biểu cảm hơi trẻ con một tí khi mà anh ấy bất ngờ. Mình cũng không biết phải diễn tả cái vẻ trẻ con này như thế nào, nhưng mà mình có thể tưởng tượng ra cái vẻ mặt đấy. Thường thì không hiểu tại sao, nhưng mà khi mà mình muốn làm một cái gì đấy bất ngờ cho anh ấy thì thường anh ấy lại hay có một cái bất ngờ lại cho mình. Có lẽ là bởi vì hai đứa hơi bị hiểu nhau quá, thế nên là mình đang có cảm giác có một cái gì đấy nó hơi bị lộ bí mật ở đây mà mình cũng không biết nữa. Có lẽ là lâu lắm rồi mới có một cái dịp như thế này. Tôi rất là mong thông qua bữa tối này chúng tôi có thể một lần nữa trải nghiệm cảm giác của cái ngày đầu tiên thuộc với nhau. Thật ra là vì là hai vợ chồng tôi có rất nhiều công việc cùng với nhau, cho nên giữ một cái điều bí mật gì đó thật sự rất là khó khăn. Tôi biết là hôm nay chương trình cũng có dặn vợ tôi là chuẩn bị một cái bữa tối tương tự cho tôi. Và tôi cũng rất là muốn chờ đợi xem là sự đáng nhiên của cô ấy khi tôi giới thiệu ở đây ngày hôm nay. Judy, are you surprised? Mình cũng không biết phải nói gì nữa, bởi vì đúng cái cảm giác của ngày đấy nó quay trở lại. Bạn cứ tưởng tượng là khi đã rất lâu rồi và bạn không biết phải làm thế nào để lấy lại cảm giác đấy, thì tự nhiên đùng một ngày bạn nhìn thấy hình ảnh đấy, đúng cái cảm giác đấy, đúng cái mà mình nhớ ấy, thì bạn sẽ hạnh phúc như thế nào thì mình đang có cảm giác đấy. Để có một người hiểu mình và đi cùng mình là một điều không đơn giản, nhất là khi những ước mơ của mình nó hơi đặc biệt một chút. Nhưng mà một ngày đẹp trời thì lại có một người nói rằng là ok, việc đó có thể thành hiện thực và em sẽ cùng với anh thực hiện ước mơ đó. Mình nghĩ là thực ra cũng không cần phải chọn một trong hai đâu. Vì dù chọn phía bên nào thì cũng còn bên còn lại cả mà thôi. Vẫn luôn có một phía còn lại ủng hộ mà. Anh chị đã lựa chọn cái nhà hàng Agri chúng tôi thì đó là cái ví dụ cho chúng tôi, thể hiện cái tình cảm của anh chị. Cá nhân tôi hay nhà hàng Agri xin được kính chúc người vợ chồng anh Duy Anh đầu bạc răng long